Chào tất cả anh em cần hữu từ miền Nam ra miền Bắc. Thì hiện tại bây giờ shop đồ câu cần hữu có về một số cần lua, lua sông, lua biển, hai khúc, máy ngang, máy đứng để cho anh em tham khảo. Shop sẽ vào chi tiết cho anh em xem nha. Cây cần số 1 là một cây cần Suzumi dài 1m68, độ cứng lạnh là carbon xoắn phen Fuji. Đây bát Fuji. Số 2 là một cây Olympic dài 1m8. Olympic dài 1m8. Cũng là carbon phen Fuji, bát Fuji luôn nha anh em. Cây số 3 là một cây cần Ryobi cũng dài 1m8 luôn, carbon xoắn phen Fuji, bát Fuji. Xin lỗi, cây số 3 dài 1m68 nha anh em, phen Fuji, bát Fuji, độ cứng là ML Ryobi nha anh em. Cứng là ML Ryobi, bèn Fuji, bát Fuji nha. Cây số 4 là một cây cần carbon dài 1m8. Số 4 này carbon dài 1m8 cũng phen Fuji. Cây số 5 là một cây cần carbon cũng dài 1m8 luôn, phen Fuji. Cây cần số 6 là một cây cần dài 1m8, carbon phen Fuji. Đấy, cứng lên lờ nha anh em. Cây số 7 cũng là một cây 1m8 luôn. Cây này là carbon 2 da, carbon 2 da phen Fuji dài 1m8. Cây cần số 8 là một cây cần dài 1m8, carbon phen Fuji, bát Fuji. Cây cần số 9 là một cây cần dài 1m8, carbon xoắn phen Fuji, bát Fuji. Số 9 này. Cây số 10 là một cây cần dài 1m68, carbon xoắn. Cây số 10 carbon xoắn phen Fuji, bát Fuji. Số 10 đây. Cây số 11 là một cây cần dài, cây này hơi dài nha anh em, 2m4 phen sứ hường thôi nha anh em. Giờ 24 phen sứ hường thôi. Đây anh em hết dài đây. Cây số 12. Cây 12 là một cây cần UL câu suối. Đấy. Cây số 12 này thì dài là tầm 2m nha anh em. Dài tầm 2m nha. Cây này hơi đặc biệt. Cái thông số của nó thì anh em xem nè. 6,8. Nó lua mồi là từ 0,8 đến 4 gram nha. 1 đến 4 lb. Câu suối nha anh em, chuyên mấy con cá một hai ngón tay đấy.
Cây số 13 là một cây đai hoa UL, cũng là hàng câu suối luôn. Đai hoa UL, carbon xoắn, phen Fuji, độ cứng là UL nha. Đai hoa Thái Lan, made in Thái Lan. Ultra là 1-4 là về 1m68 nha nè. Cây số 14 là một cây Suzumi carbon xoắn phen Fuji, bass Fuji, dài 1m8, độ cứng là ML, dài 1m8, độ cứng là ML. Cây số 15 nó hơi đặc biệt xíu nha anh em, một cây cần lua biển dài 24, cây này thì giá nó hơi cao. Lua biển hàng khủng anh em. Đây, quay chi tiết cho anh em xem. Có những anh em thắc mắc hỏi là hàng bãi Nhật sao mà giá cao như vậy. Đây mình quay cho anh em xem hàng như nào là giá cao. Hàng Nhật nhưng mà nó có nhiều phân khúc lắm anh em. Cần cũ mà 10-20 triệu một cây cũng có nữa. Tay quát Fuji đen, phen Fuji xít, Fuji xít đen. Cây này 2m4 nha anh em. Phen ba chân cao, phu chúng xoắn. Đây hồng số của nó đây. Cần này lua biển anh em, anh em câu cá tra rồi cũng được. Đây, Golden S80MH, độ cứng MH, thông số của nó đây. Lua mát 65g, đề mát 6,5kg. Em là hết hàng cao cấp mà cảm giác thì lấy cây này, đọt nó cũng dịu thôi. Cây số 16 là một cây cần 2m4, cũng là cần lua biển luôn. Phen Fuji Seed, bass Fuji, độ cứng là 30, cần Alpha Turquoise. Đây cái mắt in da băng luôn anh em, cứng 30, dài 2m4, phen Fuji Seed nha. Cây số 17 là một cây cần carbon phen Fuji, bass Fuji. Cây này dài 1m8. Cây số 18 là một cây cần AB, cây này carbon xoắn quá. Cây này carbon xoắn phen Fuji, bass Fuji, dài 1m8. Dài 1m8 nha nè. Cây số 19, một cây cần UL câu suối. Đây, UL câu suối rất đẹp nha nè. UL câu suối rất đẹp. Cứng UL, cần Suzumi, dài 1m5. Phen Fuji anh em. 20 là đến cần máy ngang. Đây tính máy ngang này. 20 là một cây cần máy ngang carbon phen Fuji, dài 1m8, độ cứng là ML. Cần số 21 là một cây Suzumi. Cây này dài 1m68, cũng carbon phen Fuji, độ cứng là L anh em. Cây 22, một cây cần cán súng, gỗ bằng, bát Fuji da băng nha anh em. Dài là 1m8. Phen Fuji Seed,
dài 1m8 phân khu ship. Cây số 23, cây này đặc biệt xíu nha anh em, một cây đê hoa. Đê hoa gì trong, cây này lua máy ngang nha. Đây quay chi tiết cho anh em xem. Lua máy ngang. Thông số nó đây. Lua gì trong anh em. Cây này thì dài 1m8, độ cứng là M anh em. Cây số 24 cũng là một cây đê hoa luôn, dài 1m68, carbon xoắn, phen Fuji, đê hoa 1m68, cứng là M anh em. Hai mươi lăm là một cây cần cán súng. Cây này thì dài 1m8, carbon phen Bát Fuji, số 25. Số 26 một cái cần Suzumi, dài 1m68, carbon phen Fuji. Đây là tổng thể cái lô cần đợt này mình về. Em cần gì thì cứ liên hệ với shop mình nha. Shop đồ câu cần hũ, chiên đồ câu Nhật Bãi. Zalo, Facebook 0976917106. Anh em cần gì thì cứ liên hệ trực tiếp với shop qua số điện thoại trên. Shop sẽ gửi hàng tận nhà cho anh em, nhận hàng, kiểm tra rồi thanh toán hàng. Cần gì thì cứ cắt hình gửi Zalo, Facebook mình nha. Chào toàn thể anh em. Anh em vui lòng đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ shop. Chào anh em.